Nếu đã như vậy, cứu người phải tranh thủ dẫn đường đi. Con cũng muốn đi. Tao cũng đi nữa. Giáo chủ nói rồi, chỉ độc dương qua đó, không nói thả hai người ra ngoài. Cả hai người hãy ngoan ngoãn đi. Mẹ, con rất lo cho Tống đại ca đó mẹ. Mẹ phải chịu cho huynh ấy nha mẹ. Lỡ huynh ấy, con... Mẹ biết rồi, mẹ đi xem trước đã. Nếu như có vấn đề gì, mẹ sẽ nói con và Ngọc Phụng biết. Hai người đừng lo nữa. Mở cửa. Mở cửa. Sao có thể như vậy được? Sao rồi Độc Dương? Có vấn đề gì sao? Bẩm giáo chủ, Tống Thành Thu là người luyện võ nên có nội lực khá thâm hậu. Theo lý thì đúng ra hơi thở phải bình ổn, mạch tượng công suất có lực mới phải. Nhưng mà vừa rồi thuộc hạ bắt mạch, lại phát hiện mạch tượng hắn như là đánh trống, mạch yếu thất thường, có lẽ là chứng tâm quả. Nhưng mà lớp da bên ngoài lại bình thường. Thuộc hạ nhất thời khó xác định là đang bị làm sao. Để ta xem thử. Tống Thanh Thu, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã vào Hắc Ma Động không? Hắc Ma Động gì chứ? Chưa từng đi. Không thể nào. Chưa từng vào Hắc Ma Động, sao trên người của ngươi lại có lửa sói thiêu đốt? Ngươi nghĩ kỹ lại xem. Lửa sói gì? Ta nhớ ra rồi. Thời gian trước ta bị Âu Dương Hiên bức bách, rơi vào trong hang động. Trong hang động đúng là có con sói lớn. Sau khi ta bị lửa từ miệng nó thiêu đốt, thì trong người ta thường xuyên nóng như lửa. Hai chuyện này có liên quan gì sao? Tiểu tử người khá lắm. Ngươi đã vào Hắc Ma Động, gặp phải Hồng Cự Lang, sau khi bị lửa sói thiêu đốt, không ngờ có thể an toàn thoát thân ra ngoài. Là kỳ tích. Đúng là kỳ tích. Không phải kỳ tích gì hết. Con sói lớn đó chẳng qua cũng chỉ biết phun lửa mà thôi. Không nói chuyện này nữa. Chừng nào mới thả người đây? Tống Thanh Thu, con người ngươi không chỉ võ nghệ cao cường, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa. Rõ biết đi vào hang hổ, còn tới cứu bọn người của Hoa Lộng Ảnh, bổn tọa rất xem trọng ngươi. Giáo chủ, bà có ý gì đây? Chỉ cần ngươi gia nhập ma giáo, ta lập tức thả bọn họ ra. Sao hả? Không thể nào. Ta không thể gia nhập ma giáo. Ta là người của Thần Kiếm Sơn Trang. Gia nhập ma giáo, ta làm sao ăn nói với người đã khuất đây? Con người ngươi sao cố chấp vậy chứ? Không chỉ là Võ Lâm Minh Chủ, triều đình và người trong võ lâm đều muốn giết chết ngươi. Không ngờ ngươi còn xem mình là thành viên của chính phái. Đúng là nực cười. Không cần biết bà nói sao, ta tuyệt đối không gia nhập ma giáo. Nhưng cho dù ta không gia nhập ma giáo, giao hẹn trước đó của chúng ta chắc vẫn còn giá trị chứ. Bây giờ chúng ta ra ngoài đánh tiếp trận nữa. Nếu như ta thắng rồi, bà vẫn phải thả người ra. Tỷ võ cũng phải xét tới công bằng. Bây giờ ngươi đang suy yếu, cho dù là bổn tọa thắng ngươi cũng thắng không xứng đáng. Như vậy đi, ngươi dưỡng thương cho khỏe trước, tiện thể xem xét lại đề nghị của bổn tọa. Nếu như giờ này ngày mai ngươi vẫn muốn dẫn bọn người của Hoa Lộng Ảnh rời khỏi đây, bổn tọa tự nhiên sẽ cho ngươi một cơ hội.
Tống đại ca gặp sói lớn biết phun lửa, còn bị lửa sói thiêu đốt sao? Trời muốn giao trọng trách cho người, chúng ta cứ xem mấy chuyện này là ông trời đang rèn luyện cậu ấy. Sao lại vậy được chứ? Nếu đúng vậy thật, con tình nguyện ông trời xem dạng vật là như nhau, vừa không thiên vị ai, cũng không cố tình gây rắc rối cho ai. Tống đại ca cũng không phải xui xẻo như vậy. Mẹ, Tống đại ca đã sao rồi hả mẹ? Lửa sói thiêu đốt này mẹ cũng mới lần đầu nghe thấy, mẹ cũng không có cách gì giải quyết. Nhưng mà Thanh Thu nói là có thể dùng tâm kinh trong Tiên Hiệp Kiếm Phổ, như vậy có thể giảm nhẹ cảm giác như thiêu đốt trong người. Vậy loại tâm kinh này trị được tận gốc lửa sói không? E là không thể. Với trình độ y thuật của tiền bối, còn có tu vi võ công, tình trạng của Tống đại ca không lẽ nào cứ như vậy chứ? Nếu như từ góc độ y thuật và độc dược, vạn vật trên đời đều có một vật khác một vật. Có điều, ta có một tin vui này nói với hai người. Là tin vui gì vậy? Giáo chủ thấy sức khỏe của Thanh Thu chưa bình phục, chẳng những kêu ta trị thương cho hắn, còn đồng ý đợi sau khi vết thương hắn bình phục sẽ cho hắn một cơ hội khác để hắn cứu chúng ta ra ngoài. Bà ấy tốt bụng vậy thật sao? Đúng là không tin được. Vậy giáo chủ có nói là cơ hội gì không? Bà ấy không nói, mẹ cũng không rõ lắm. Mẹ nghĩ mọi chuyện phải đợi tới ngày mai rồi. Trần Công Công, mời. Mời. Trần Công Công, từ xa tới đây vất vả rồi. Phó đô đốc có đây không? Mới sáng phó đô đốc đã đợi Trần Công Công rồi. À, vậy được. Chỗ ta vừa hay có đem thánh chỉ của hoàng thượng giao cho hắn. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết, trẫm trọng hiền tài, nghe tin Ái Khanh chết thảm dưới tay kẻ gian vô cùng thương tiếc, nhưng đề phòng trong ngoài không thể chậm trễ, nên lệnh cho nữ tế Âu Dương Hiên kế thừa chức vị đại đô đốc, lập tức tiếp quản nhiệm vụ dẹp yên loạn giang hồ, nối lập công lớn, bố cáo thiên hạ xa gần điều hay, khâm thử. Thần tiếp chỉ. Vàng tuế, vàng tuế, vàng vàng tuế. Âu Dương đô đốc, quý phủ gặp chuyện chẳng lành, mong đô đốc cố nén đau thương. Đa tạ công công quan tâm, bổn đô đốc nhất định dốc hết sức mình diệt trừ giang hồ các phái, trả thù cho nhạc phụ đại nhân, cũng là báo đáp thánh ân của hoàng thượng. Nếu như người nói như vậy mọi người cũng yên tâm rồi. Hay phải rồi, sao không nhìn thấy con gái của làng đô đốc Lan Hồng Hồng ra đây tiếp chỉ? Chuyến này ta tới đây, hoàng thượng đã lệnh cho nô tài phải thăm hỏi cô ấy, không biết có thể gặp cô ấy hay không. Vậy nếu như là ý của hoàng thượng, tất nhiên là tại hạ đồng ý. Nhưng mà bây giờ Hồng Hồng gặp phải biến cố lớn, không khỏe trong người, ta nghĩ nên đi xem bệnh tình nàng ấy ra sao mới bẩm với công công. À, tại sao? Vậy chúng ta nên đi thắp nén nhang cho làng đô đốc trước vậy. Đa tạ công công đã hiểu cho. Cô xem, bây giờ mới giống người chứ. Vừa rồi cô vừa dơ vừa hôi, bây giờ ta làm cho cô vừa xinh đẹp lại tuyết bao. Lát nữa gặp được Trần Công Công, đừng có nói lung tung đó, phải biết điều một chút đi. Cô biết rồi chứ. Sao lại quên mất, bây giờ cô là người câm mà, làm sao mà nói được. Lát nữa gặp được Trần Công Công, ta nhất định phải nghĩ cách cầu cứu, vạch trần bộ mặt thật của Âu Dương Hiên. Cứ chờ mà xem tên cầm thú kia. Đừng tưởng là ta không biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu, muốn quay lại cắn ta một miếng à. Đừng có nằm mơ. Thank you.
Khương Hiểu Quý, Hồng Hồng thật ra bị bệnh gì vậy? Không dám giấu, từ lúc Lan Đô Đốc đại nhân qua đời tới nay, tinh thần của tiểu thư hình như không bình thường lắm. Đúng đó, sau khi Đô Đốc qua đời, lâu nay tiểu thư được cô gia chăm sóc, cả cơm ngày ba bữa cũng là cô gia tự đem vào, cho nên tình hình cụ thể ra sao bọn thuộc hạ cũng không rõ lắm. À, vậy đúng là làm khó Âu Dương Đô Đốc rồi. Cậu ấy trọng tình trọng nghĩa như vậy, Lan Đô Đốc cũng xem như không nhìn lầm người.